Kính chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 30 tháng 3 năm 2024 có các nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra một số dự án công trình trọng điểm tại Phú Quốc. Tăng lương sẽ góp phần chia sẻ khó khăn với người lao động. Dự kiến cuối năm 2024 sẽ hoàn thành dự án xây dựng đường Lê Hồng Phong nối dài. Phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký quyết định chuyển thêm bom và máy bay chiến đấu cho Israel. Ngoại trưởng Ấn Độ và Ngoại trưởng Ukraine hội đàm về tình hình chiến sự ở Ukraine và những vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong chương trình công tác tại tỉnh Kiên Giang sáng nay, 30 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra một số dự án công trình quan trọng tại thành phố Phú Quốc. Đến thăm kiểm tra công trường xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Phú Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cán bộ công nhân làm 3K4 kiếp, đảm bảo chất lượng tiến độ kỹ thuật mỹ thuật, vệ sinh môi trường và chú ý xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp. Thủ tướng yêu cầu ban quản lý dự án phải đồn đốc kiểm tra tháo gỡ khó khăn, các dự án thành phần, hạng mục phải phối hợp chặt chẽ để hoàn thành công trình đúng dịp 30 tháng 4 năm nay. Tiếp đó, Thủ tướng đã đến thị sát dự án cảng hành khách quốc tế Phú Quốc có tổng mức đầu tư gần 1.645 tỷ đồng. Hiện các hạng mục cầu dẫn, cầu bến chính và đê chắn sóng do binh đoàn 12 là nhà thầu thi công đã hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng. Sau đó, Thủ tướng đã đến thị sát khu vực tập kết rác thải tạm thời của thành phố Phú Quốc. Hiện thành phố đã có nhà máy đốt rác với công suất 200 tấn trên ngày đêm và nước thải đang được xử lý cục bộ, phục vụ hơn 200.000 dân và hơn 5 triệu lượt du khách mỗi năm. Nhấn mạnh việc xử lý rác thải, nước thải, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ rất quan trọng cấp bách với Phú Quốc để phát triển bền vững lâu dài. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Kiên Giang nghiên cứu đầu tư nhà máy xử lý nước thải tập trung, còn về lâu dài phải nghiên cứu đầu tư nhà máy điện rác, xử lý rác phải khép kín để đáp ứng kinh tế tuần hoàn. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra tại Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc, thị sát hồ chứa nước ngọt Dương Đông và thăm vườn thú Safari để tìm hiểu tình hình, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về vấn đề hạ tầng, nguồn nhân lực y tế, nguồn nước ngọt, bảo vệ đa dạng sinh học, môi trường sinh thái, phục vụ người dân trên đảo và du khách. Tại Đồng Nai, sáng nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đông Đồng Nai, Vietcombank Đông Đồng Nai tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập, 1 tháng 4 năm 2014, 1 tháng 4 năm 2024. Tới dự có các đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Cao Văn Quang, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Về phía ngành ngân hàng, đến dự lễ có ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai và Ngân hàng Vietcombank. Trong 10 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank chi nhánh Đông Đồng Nai, tiền thân là Vietcombank chi nhánh Long Khánh đã đạt được nhiều thành quả ấn tượng, với tổng tài sản từ 511 tỷ đồng năm 2014 đến nay đã tăng trưởng đạt trên 21.400 tỷ đồng với trên 280.000 khách hàng. Quy mô huy động vốn đạt trên 12.000 tỷ đồng xếp thứ 39 trên 126 chi nhánh Vietcombank toàn quốc, dư nợ đạt 9.000 tỷ đồng xếp 55 trên 126 chi nhánh. Đây cũng là đơn vị làm tốt chuyển đổi số và các hoạt động an sinh xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng đánh giá cao những đóng góp tích cực của Vietcombank chi nhánh Đông Đồng Nai cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là trong việc góp phần thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư tại địa phương, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ ngân hàng thuận tiện. Lãnh đạo tỉnh mong muốn đơn vị tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, đạt mục tiêu đổi mới sáng tạo, chinh phục đỉnh cao và quan tâm hơn nữa các hoạt động an sinh xã hội. Dịp này, Vietcombank chi nhánh Đông Đồng Nai cũng vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tặng cờ thi đua vì những thành tích xuất sắc giai đoạn 2014-2024. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với các thông tin kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong 3 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản đã có những tín hiệu tích cực khi đạt mức gần 1,9 tỷ đô la Mỹ. Giá trị xuất khẩu thủy sản 3 tháng ước đạt 653 triệu đô la Mỹ, đưa tổng giá trị xuất khẩu thủy sản 3 tháng đầu năm nay đạt gần 1,9 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 2% so cùng kỳ năm ngoái. Trong 15 thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam thì Nhật Bản, Hoa Kỳ và Trung Quốc là 3 thị trường chính. Đáng chú ý, những căng thẳng trên Biển Đỏ đang gây khó khăn trong quá trình vận tải hàng hóa, ảnh hưởng tới xuất khẩu tôm sang Mỹ, EU. Nhưng xuất khẩu tôm của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc lại gia tăng nhờ thuận lợi về vị trí, giảm chi phí logistics so với các đối thủ như Ecuador, Ấn Độ hay Indonesia.
trên cơ sở chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng phê duyệt. Ngành thủy sản phấn đấu đến năm 2030 giữ ổn định sản lượng khai thác đạt 2,8 triệu tấn, sản lượng nuôi trồng đạt 7 triệu tấn, giá trị xuất khẩu đạt 14 đến 16 tỷ đô la Mỹ. Năm 2024, ngành dệt may Việt Nam đạt mục tiêu xuất khẩu 44 tỷ đô la Mỹ, tăng 9% so với năm 2023. Tuy nhiên, trước những yếu tố khó đoán định, việc đạt được mục tiêu này hay không đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp. Bước sang năm 2024, thị trường dệt may đã có nhiều tín hiệu khởi sắc. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 2 tháng đầu năm xuất khẩu nhóm hàng dệt may đạt 5,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ tư trong nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước. Nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm và tình hình sản xuất của các doanh nghiệp tín hiệu dù chưa thật sự rõ ràng nhưng đã khả quan hơn so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái, dần báo hiệu triển vọng cho ngành dệt may Việt Nam trong năm 2024. Theo Cục Thống kê Đồng Nai, hiện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xuất khẩu hơn 50 mặt hàng chính sang hầu hết các thị trường trên thế giới, trong đó mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất là giày dép. Đây là mặt hàng đầu tiên xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ trong quý 1 năm nay, tăng gần 11% so cùng kỳ năm trước. Theo đó, các doanh nghiệp ở Đồng Nai đã xuất khẩu mặt hàng này qua hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ. Thị trường xuất khẩu chính là Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các doanh nghiệp giày dép trên địa bàn tỉnh đa số sản xuất theo hình thức gia công cho các nhãn hàng lớn như Nike, Adidas, Puma, Reebok, New Balance. Hiện nhiều doanh nghiệp nhận được đơn đặt hàng đến cuối năm nên tuyển thêm lao động để đáp ứng các đơn hàng. Gần kết thúc quý 1 năm 2024, kinh tế của Đồng Nai có khởi sắc hơn so với quý 1 2023. Các chỉ tiêu về kinh tế đều có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Như chỉ số phát triển công nghiệp tăng 5,1%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 14,4%, vốn đầu tư thực hiện tăng hơn 8%, kim ngạch xuất khẩu tăng gần 8%. Bên cạnh đó, thu hút đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài đã gần hoàn thành kế hoạch năm. Theo dự báo, tình hình kinh tế của Đồng Nai cũng như cả nước trong các quý 2, 3 và 4 năm nay sẽ tốt dần lên. Tuy nhiên, những rủi ro thách thức vẫn còn do nền kinh tế thế giới phục hồi chậm, xung đột ở Biển Đỏ, Ukraine, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn, lạm phát, lãi suất vẫn ở mức cao. Do đó, để đảm bảo tăng trưởng kinh tế năm 2024, ngay từ đầu năm, tỉnh Đồng Nai đã đặt ra nhiều giải pháp như đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục, tăng xúc tiến đầu tư thương mại. Theo kế hoạch, năm nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Đồng Nai triển khai đầu tư xây dựng 126 công trình điện trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị hơn 915 tỷ đồng. Trong đó có 34 công trình lưới điện 110 kV và 92 công trình lưới điện trung hạ thế. Hiện nhiều công trình đang vướng quy trình thực hiện các bước để được chấp thuận chủ trương đầu tư. Việc này có thể làm chậm tiến độ thực hiện các công trình, ảnh hưởng đến cung cấp điện cho tỉnh. Vì thế, công ty kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo các cơ quan liên quan hướng dẫn trình tự thủ tục, tạo điều kiện cho các công trình sớm triển khai và đưa vào vận hành. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu tăng 6% so với mức hiện hành áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Tăng lương sẽ góp phần chia sẻ khó khăn với người lao động sau khi trải qua một năm 2023 với nhiều khó khăn thách thức. Song cần có giải pháp bình ổn giá thì việc tăng lương cho người lao động mới thật sự có ý nghĩa. Đầu năm nay, để chia sẻ khó khăn với người lao động, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai đã tăng lương cho người lao động với mức thấp nhất 100.000 đồng một người. Tại công ty này, trong tháng 1/2024 đã tăng lương cho toàn thể lao động với số tiền từ 100 đến 450.000 đồng một người. Ngoài ra, thực hiện đầy đủ các chính sách để người lao động yên tâm làm việc gắn bó với công ty. Chính phủ đang chuẩn bị tăng cái tỷ lệ tính lương tối 46%. Thì bản thân tôi là chủ tịch công đoàn một công ty. Tôi nhận thấy đó là một cái bước chỉ là chung thôi. Còn về để đủ hay là cho người động thì mức lương tối vùng cũng là chưa đủ cho người động. Tôi nghĩ là nhà nước cũng đã quan tâm và công đoàn chúng tôi sẽ cố gắng động viên và thuyết phục người động. Đây là cái sự cố gắng của doanh nghiệp. Theo Bộ Lao động Thương binh Xã hội, mức lương tối thiểu vùng điều chỉnh từ 1 tháng 7 sẽ tăng từ 200 đến 280.000 đồng, tương ứng tỷ lệ bình quân 6% so với mức tối thiểu vùng hiện hành. Mức điều chỉnh này có sự chia sẻ hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó, 100% thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất và khuyến nghị với Chính phủ điều chỉnh theo mức này. Theo các cán bộ công đoàn, từ khảo sát việc làm,
thu nhập của người lao động trong khu công nghiệp cho thấy hiện một gia đình công nhân chi tiêu một tháng hơn 10 triệu đồng, trong khi đó thu nhập bình quân đạt gần 8 triệu đồng một tháng. Điều này chứng tỏ thu nhập của người lao động chưa đảm bảo, trong khi việc làm giảm, không được tăng ca đã tạo áp lực cuộc sống với người lao động. Thực ra cái ý kiến này thì đã được công đoàn các cấp lấy ý kiến của công nhân lao động và tổng hợp về tổng liên đoàn. Thì cái cuộc đàm phán về cái tiền lương thì đã được tổng liên đoàn đại diện. Thì đối với cái mức 6% thì với vai trò chức năng bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên công nhân viên chức lao động thì vai trò của tổ chức công đoàn thì mong muốn cái mức lương sẽ cao hơn nữa để đảm bảo được thu nhập, đời sống ổn định của công nhân lao động. Xuất phát từ khó khăn thực tế của người lao động thì tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 tới là cần thiết nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống và chia sẻ với người lao động. Tuy nhiên, nhà nước cần kiềm chế được lạm phát và bình ổn giá cả thì việc tăng lương mới trở nên thiết thực với người lao động. Thưa quý vị, liên quan đến công tác xây dựng hạ tầng đô thị, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định thành lập đoàn giám sát việc đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ các dự án thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ông Nguyễn Kim Phước, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn giám sát, ông Huỳnh Việt Cường, phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh làm phó đoàn, lãnh đạo các sở ngành liên quan gồm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Công thương, Đảng ủy khối doanh nghiệp v.v. làm thành viên đoàn. Đoàn giám sát sẽ thực hiện giám sát việc đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ các dự án có thu hồi đất tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, trước ngày 17 tháng 4 2024, đoàn giám sát sẽ thông báo chương trình và thành phần đoàn đến đơn vị và thực hiện giám sát theo kế hoạch. Trước ngày 15 tháng 5 2024, đoàn sẽ báo cáo kết quả giám sát với Hội đồng Nhân dân tỉnh và các địa phương giám sát để có giải pháp tháo gỡ, can thiệp kịp thời. Vâng, thưa quý vị, khởi công gần 3 tháng, đến nay dự án xây dựng đường Lê Hồng Phong nối dài qua địa bàn hai xã Long Thọ và Phước An, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đang được triển khai các hạng mục san nền, làm cống thoát nước hai bên. Tận dụng thời tiết các tháng cao điểm mùa nắng thi công thuận lợi, do đó phía chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công triển khai nhanh hạng mục san nền ngay trước khi vào mùa mưa 2024. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là những hình ảnh phóng viên thời sự ghi nhận được tại dự án xây dựng đường Lê Hồng Phong nối dài huyện Nhân Trạch, Đồng Nai. Máy móc, nhân lực tại đây đang được tăng cường tối đa để triển khai hạng mục đầu tiên, tức san nền tại dự án. Phía thi công cho biết, hiện đang tập kết vật liệu là các cống đúc bê tông cỡ lớn. Ngoài ra, đơn vị cũng đang triển khai lắp đặt cống thoát nước mưa, đào nền, xử lý nền đất yếu, đắp cát và triển khai nền hạ, để kịp cuối năm nay sẽ thảm nhựa. Dự án xây dựng đường Lê Hồng Phong nối dài có điểm đầu tuyến tiếp nối đường Lê Hồng Phong hiện hữu, điểm cuối giao với đường ra cảng Phước An với chiều dài hơn 1 km. Dự án được đầu tư xây dựng với quy mô nền đường rộng 42 m với tổng mức đầu tư 216 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện là 540 ngày. Đến nay, công tác triển khai thi công đang theo đúng kế hoạch, thậm chí là sẽ về đích trước so với tiến độ đề ra từ 3 đến 4 tháng. Hiện nay, nhà thầu cũng đang tích cực triển khai để đuổi kịp tiến độ các công tác trước mùa mưa. Thì nhà thầu chia ra làm 3 mũi thi công, đầu tuyến thi công cả phần nền và thoát nước và cái đoạn ở giữa và cuối tuyến. Thì mục tiêu của đơn vị thi công thì cũng cố gắng là trước mùa mưa để hoàn thành hết tất cả các công tác về phần đất để vào mùa mưa mình triển khai phần đá. Còn về kế hoạch lâu dài thì mình sẽ cố gắng đến hết năm thì cũng hoàn thành tương đối. Tiến độ dự án này là theo kế hoạch là dự kiến là 540 ngày. Và nếu mà chúng ta triển khai theo với tiến độ này thì dự kiến khoảng cỡ 360 ngày hoặc 400 ngày là chúng ta sẽ đưa dự án vào sử dụng, là tiến độ sẽ vượt theo cái mốc kế hoạch đề ra. Hiện nay thì đơn vị thi công ở dưới là yêu cầu đơn vị tập trung nhiều mũi thi công, chia thành từng đoạn, từng đội để triển khai thi công và thi công theo phương án là cuốn chiếu, nên là đảm bảo theo tiến độ đề ra. Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, công tác thi công tại dự án đường Lê Hồng Phong nối dài đang rất thuận lợi, nhưng phần mặt bằng vẫn còn hai hộ dân chưa bàn giao. Hiện Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Nhân Trạch đang tập trung vận động để người dân sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Theo đó, dự kiến trong quý 2024 này sẽ có 100% mặt bằng và cuối năm 2024 sẽ đầu tư hoàn thành dự án để đưa vào sử dụng. Về nông nghiệp, thưa quý vị, mùa khô năm nay nắng nóng gay gắt hơn thường kỳ. Mỗi năm thì trong mùa khô vẫn có mưa trái mùa rải rác, nhưng suốt hơn 3 tháng đầu năm 2024 đến nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không xuất hiện trận mưa nào. Do đó, ở những địa phương không có kinh mương thủy lợi
thì nông dân không thể sản xuất, đất bị bỏ hoang. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Gia Canh, huyện Định Quán. Thưa quý vị, phía sau tôi đây là cái phần diện tích mà 6 tháng nay đã bị bỏ hoang do là không có nước để sản xuất. Và hiện tại thì trên địa bàn xã Gia Canh có khoảng gần 600 hectare diện tích đất là không có nước để sản xuất. Cánh đồng rộng lớn nhưng không hề có kênh mương thủy lợi. Những ngày nắng nóng trở nên trơ trọi, khô rang. Ao nuôi cá cũng cạn khô, không còn giọt nước. Ngay cả hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung cung cấp nước cho hơn 40 hộ người dân tộc tại ấp 9, xã Gia Canh lấy từ nguồn nước ngầm cũng bị hụt nước, nên bà con bị thiếu nước sinh hoạt. Cái mùa này thì dân ở đây là khô khan hết, không có nước đâu. Nói thiệt luôn á, nói con bò, con bê đi ăn cũng không có nước uống, chứ đừng nói là lấy gì, khó khăn lắm. Lác đác trên địa bàn xã chỉ còn mấy chục hecta bắp sống sót nhờ một vài giếng nước khoan còn chút nước. Vậy nên bắp cũng phát triển chậm, thiếu sức sống, năng suất giảm. Nhiều nông dân cho biết hầu hết các giếng khoan đã cạn sớm nên họ phải khoan sâu hơn. Canh bơm nước ban đêm không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà còn tốn điện, ảnh hưởng mạch nước ngầm. Trên một cái đạm ruộng thì cũng có một vài cái giếng nó còn tồn tại, và cho nên là người này giúp đỡ người kia và kéo nước từ xa để coi như là về để cung cấp cho cái đồng ruộng bắp. Người nông dân là thiệt tha là coi như có một cái hệ thống kênh mương thủy lợi giúp cho người nông dân thì có thể là càng ngày càng tăng diện tích và tăng năng suất cho người nông dân, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Ở trên địa bàn xã là khoảng 70% là sản xuất nông nghiệp, nhưng mà bên cạnh đó thì hiện nay trên địa phương thì là cái thủy lợi nó không có, chính vì vậy mà sản xuất chỉ có phụ thuộc vào trong cái mùa mưa. Thế hiện nay là khoảng 6 tháng mùa khô là người dân để đất trống, không thể sản xuất được. Thì cũng mong các cấp chính quyền quan tâm về cái sản xuất nông nghiệp tại địa phương, làm các cái công trình thủy lợi để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Điều đáng nói, thực trạng này đã diễn ra nhiều năm nay, người dân vẫn trông chờ hệ thống thủy lợi, trong khi dự án hồ chứa nước Cà Ròn được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt từ năm 2015 và được điều chỉnh dự án vào năm 2020. Thời gian thực hiện dự án trong 4 năm và dự kiến hoàn thành thi công theo hợp đồng là ngày 2 tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên, dự án đến nay mới thực hiện được một phần. Hiện công trình đang tạm dừng thi công do vướng giải phóng mặt bằng và vướng về chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng gần 50 hectare. Chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân huyện Định Quán đang lập thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Chuyển sang các thông tin trên lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa. Sáng nay, hội nghị khoa học thường niên của Liên chi hội phẫu thuật bàn tay thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 18 năm 2024 đã diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Thống nhất tỉnh Đồng Nai. Hội nghị có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành và nhiều bệnh viện trong ngoài tỉnh. Hội nghị khoa học năm nay có chủ đề hội nhập, phát triển và cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật bàn tay. Tại hội nghị, hơn 20 báo cáo là các thành tựu đạt được của các phẫu thuật viên, thể hiện rõ sự vươn lên mạnh mẽ của ngành phẫu thuật bàn tay Việt Nam đã được trình bày. Hội nghị là nơi diễn ra các hoạt động chuyên môn, thành quả nghiên cứu khoa học của ngành chỉnh hình nói chung và chuyên sâu hơn về phẫu thuật bàn tay nói riêng, nhằm nâng cao trình độ chẩn đoán và điều trị bệnh lý cơ xương khớp. Hội phẫu thuật bàn tay thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ tháng 5 năm 2000. Qua 23 năm hoạt động, đã tổ chức 17 hội nghị khoa học với sự tham gia đông đảo của các phẫu thuật viên bàn tay, chỉnh hình, các tỉnh thành phía Nam, các chuyên gia đầu ngành cả nước và nước ngoài như Mỹ, Pháp, Úc, Nhật, Hàn Quốc, Singapore. Thưa quý vị, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là mục tiêu mà bất kỳ cơ sở y tế nào cũng hướng đến. Tại Đồng Nai, trong nhiều năm qua, vượt qua nhiều khó khăn, ngành y tế tỉnh đã có những bước phát triển lớn. Song song với y tế công, các bệnh viện ngoài công lập cũng dần bắt kịp theo đà phát triển này bằng cách liên kết với các chuyên gia đầu ngành để triển khai khám chữa bệnh và tiến tới là chuyển giao kỹ thuật, thành lập thêm nhiều khoa bệnh mới. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là lượng bệnh nhân đến với buổi khám phụ sản đầu tiên do Bệnh viện Đồng Nai 2 liên kết với tiến sĩ bác sĩ Lê Quang Thanh, nguyên giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh, phó chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam tổ chức. Tại đây, người bệnh, thai phụ được thăm khám, tư vấn các bệnh lý phụ khoa, khám thai. Đặc biệt, trong lần khám này, bệnh nhân còn được tư vấn chuyên sâu về điều trị vô sinh, hiếm muộn, rất kỹ càng. Những lần hợp tác như thế này sẽ là nền móng cho bệnh viện phát triển thêm các dịch vụ, kỹ thuật sản khoa chuyên sâu trong thời gian tới. Thì trong tương lai, chúng ta nên phát triển những cái mảng chuyên sâu, ví dụ như là
hiếm muộn vô sinh, thụ tinh trong ống nghiệm, rồi phẫu thuật sàn chậu, các cái lĩnh vực chuyên sâu đó để những cái người bệnh mà hiện nay cũng là một cái nhu cầu rất lớn của xã hội thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cho bệnh viện phát triển những cái mảng đó. Và tôi nghĩ rằng là với cái tiềm năng của Bệnh viện Đồng Nai 2 thì chắc trong một thời gian không xa thì có thể phát triển được các cái chuyên khoa sâu đó. Có bác sĩ về chuyên gia đâu ngành thì em cũng muốn thăm khám để kiểm tra sức khỏe của mình nó có an toàn không, gọi là đảm bảo ấy. Nhiều lúc đi phòng khám ở ngoài thì có thể là nhanh hơn nhưng mà mình không có đảm bảo, nên là hôm nay em không đi vào đây để khám để mình biết được những cái gì mà tốt cho mình ấy, với lại cho con. Bên cạnh triển khai mô hình phòng khám chuyên gia ở nhiều lĩnh vực, bệnh viện còn thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị khoa học để các chuyên gia chia sẻ, đào tạo, chuyển giao chuyên môn với các chủ đề cụ thể. Qua các hoạt động này, lực lượng y bác sĩ tại bệnh viện có cơ hội bổ sung kiến thức mới, tiếp cận các kỹ thuật khó, từ đó nỗ lực, phấn đấu trau dồi thêm công tác chuyên môn, phục vụ tốt hơn cho người bệnh. Sẽ cố gắng hỗ trợ dưới này, mình đẩy những cái chuyên khoa sâu hơn, giống như chuyên khoa về bệnh lý về mạch máu, bệnh lý về tim, những bệnh lý mà nó khá là đòi hỏi các chuyên gia xuống hỗ trợ đó, nó sẽ nhiều hơn. Với sự quyết tâm chung như thế của cả ban lãnh đạo lẫn của các em trẻ thì cái đó chúng ta có thể triển khai được. Nhưng mà dĩ nhiên không phải trong một lúc, một sớm một chiều chúng ta triển khai được ngay, mà chúng ta phải đi từng bước. Đồng Nai là địa phương có dân số đông, tỷ lệ người dân đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh luôn cao. Việc các cơ sở y tế có những giải pháp để nâng cao chất lượng khám điều trị vô cùng cần thiết để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Liên quan đến sự việc của trường phổ thông liên cấp quốc tế Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu chấn chỉnh hoạt động tại trường này, cũng như hoạt động đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp phù hợp, không để việc học tập của học sinh bị gián đoạn. Đồng thời, thành phố Hồ Chí Minh và cả Bộ Giáo dục và Đào tạo cần ra soát, kiểm tra các trường đang giảng dạy chương trình tích hợp và các trường có yếu tố nước ngoài để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm có thể xảy ra. Chính phủ sẽ theo dõi, chỉ đạo xử lý dứt điểm vấn đề này. Chiều qua tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức phát động cuộc vận động sáng tác tranh cổ động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Cuộc vận động là hoạt động văn hóa nghệ thuật trọng điểm thực hiện các đề án kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và của quân đội trong năm 2024 nhằm vận động quy tụ tinh thần lao động sáng tạo nghệ thuật, các họa sĩ Việt Nam sáng tác những tác phẩm tranh cổ động, đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, khắc họa đậm nét hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, tuyên truyền quảng bá sâu rộng đến đồng bào chiến sĩ cả nước về tinh thần đoàn kết quân dân. Truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành của quân đội, lan tỏa sâu rộng những cống hiến, thành tựu của lực lượng vũ trang, nhân dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Thông qua cuộc vận động, các tác giả và họa sĩ trong cả nước sẽ góp phần phản ánh, làm bừng lên sức sống mãnh liệt của tranh cổ động, tiếp tục tô thắm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, chuyển tải thông điệp có ý nghĩa to lớn, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy niềm đam mê phát huy sáng tạo thiết thực nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Theo ban tổ chức, tác phẩm dự thi có kích thước 54x79cm. Các tác phẩm gửi về dự thi theo hai hình thức, gửi qua bưu điện và qua thư điện tử. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 30 tháng 7 năm 2024. Cơ cấu giải thưởng sẽ bao gồm 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 5 giải khuyến khích và 2 giải phong trào. Sáng nay tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Công đoàn Viên chức tỉnh và Hội sinh viên tỉnh phối hợp tổ chức lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Đồng Nai năm 2024. Tham dự buổi lễ có các đồng chí là lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngoài ra còn có sự tham dự của hơn 3.000 cán bộ, công chức viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh sinh viên, đoàn viên thanh niên, vận động viên thể thao đang làm việc, sinh hoạt học tập trên địa bàn thành phố Biên Hòa và các huyện thị trong tỉnh. Ngay từ sáng sớm, rất nhiều vận động viên đã háo hức chờ đợi lễ phát động. Hôm nay cũng vinh dự là được một thành viên để mà tham dự cái hội phát động phong trào thể dục thể thao vậy.
thì em thấy là rất là vui, rất là phấn khởi, mà cũng thấy là những cái hoạt động này là mình nên nhân rộng ra cho người già, trẻ em, cho mọi lứa tuổi. Sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành, cán bộ công chức, vận động viên thuộc công đoàn viên chức tỉnh, ngành giáo dục đào tạo, sinh viên, học sinh tham gia chạy theo đội hình tập thể với cự ly hơn 1 km, xuất phát từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, rẽ phải ra đường Nguyễn Ái Quốc vào cổng Thư viện tỉnh, chạy đường nội bộ Thư viện tỉnh, Trung tâm Hội nghị Tổ chức và Sự kiện tỉnh và về đích tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh. Rất là vinh dự và hân hoan để mình tham dự cái này để rèn luyện sức khỏe, để hoàn thành các nhiệm vụ và góp phần xây dựng kinh tế xã hội. Thông qua ngày chạy Olympic như thế này, cán bộ, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân sẽ tiếp tục duy trì hoạt động thể dục thể thao, đồng thời tuyên truyền cho gia đình, người thân và các đối tượng quần chúng khác cùng tham gia tập luyện thường xuyên để duy trì sức khỏe, phục vụ cho công tác, sinh hoạt, lao động và học tập. Lễ phát động cũng hướng tới nâng cao tinh thần thể thao, góp phần nâng cao việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Thưa quý vị, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là đảm bảo các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng tiến bộ. Thực tế, cả nước ngày càng đạt được các tiến bộ quan trọng trong thúc đẩy quyền cho người dân tộc thiểu số. Việt Nam cũng đã sớm đưa ra các chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, mục tiêu phát triển bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2030. Những chính sách thiết thực, nhất quán và hiệu quả từ đó đã thúc đẩy các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam cũng như tỉnh Đồng Nai ngày một phát triển, phủ nhận và phản bác mọi âm mưu xuyên tạc, chống phá khối đại đoàn kết dân tộc. Từ năm 2013 đến nay, hệ thống pháp luật Việt Nam liên tục được xây dựng và hoàn thiện tương đối đồng bộ, đáp ứng về cơ bản quyền con người, trong đó có việc bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 10 năm qua, Quốc hội Việt Nam đã ban hành 125 luật, trong đó có 352 điều khoản luật trực tiếp liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các dân tộc thiểu số. Việt Nam khẳng định lập trường kiên quyết phản đối và chống chia rẽ, kích động hận thù giữa các dân tộc, chủng tộc. Những hành vi phân biệt chủng tộc hoặc hỗ trợ các hoạt động gây chia rẽ, kỳ thị và phân biệt chủng tộc đều bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm, trừng trị nghiêm khắc. Trên bình diện quốc tế, Việt Nam tích cực tham gia các diễn đàn, hội nghị về quyền con người, chống phân biệt chủng tộc. Nhìn chung, trong các hoạt động hợp tác song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương về quyền con người, Việt Nam luôn tích cực, chủ động và có những đóng góp thiết thực nhằm thúc đẩy nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực quyền con người trên tinh thần đối thoại, tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Gần đây, Việt Nam ghi nhiều dấu ấn trong năm đầu tiên đảm nhiệm cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Thực tế, trong nước, Việt Nam đã đạt được các tiến bộ quan trọng trong thúc đẩy quyền cho người dân tộc thiểu số, đặc biệt là các quyền như quyền tham gia các hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Nhiều nội dung, quy định luật, văn bản chính sách đều quy định rõ việc tham gia của người dân, bao gồm người dân tộc thiểu số, vào hoạt động quản lý kinh tế xã hội ở cơ sở trên nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Người dân tộc thiểu số Việt Nam được tạo điều kiện đảm bảo bình đẳng các quyền con người của mình như quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình, quyền được bảo vệ bởi cơ quan tài phán độc lập, quyền có quốc tịch, quyền tự do đi lại trong lãnh thổ quốc gia, quyền xuất nhập cảnh, quyền tự do ngôn luận báo chí, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Các quyền dân sự chính trị này của người dân tộc thiểu số được nhà nước bảo đảm bình đẳng như mọi công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mục tiêu của Việt Nam là củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình, cùng nhau xây dựng một quốc gia độc lập, thống nhất, dân chủ, tự do và giàu mạnh. Tại Đồng Nai, nhờ kịp thời thực hiện các chính sách chăm lo đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao. Thời gian qua, các hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục được tỉnh quan tâm. Lễ Tết truyền thống được tổ chức theo tinh thần vui tươi, đoàn kết, tiết kiệm.
chính sách về giảm nghèo, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, giữ gìn bản sắc văn hóa, trật tự an toàn xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn được tỉnh ưu tiên quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả. Lãnh đạo các địa phương, người có uy tín trên địa bàn tỉnh chung tay vận động, chăm lo đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Với quyết tâm mạnh mẽ, sức mạnh từ sự đoàn kết và phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, Việt Nam, trong đó có Đồng Nai, chắc chắn sẽ tiếp tục có những bước tiến dài trong chăm lo, bảo vệ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần bà con, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.